Hello, xin chào mọi người. Đó, hôm nay mình ra mình quay góc nuôi cá con mình đó. Đây, cái góc này đợt trước nuôi cá mẹ rồi, bây giờ mình chuyển sang nuôi cá con cho bạn. Còn gì cá mẹ rồi mình chuyển ra cái chỗ mà góc nuôi cá mới rồi. Đó, trong này dành riêng nuôi cá con. Đó. Đây, sáng sớm mình ra cho bầy cá con ăn trước, xong rồi mới cho cá bè sau. Này view sọt đó, view sọt ri bông đây, bướm phin xe mình này, bày các con tương lai này đó, có nhiều con nó lên đầu nha bạn, đó đuôi đỏ rồi đó, cá bị lớn này bạn, tương lai này cá này vài bữa lớn hơn đẹp mà đó. Bầy nè, bầy mấy bữa mà con cá mẹ mà cá giống của mình nó to bằng ngón tay cái, nó đẻ ra đó, nó đẻ được lứa xong mình người ta hỏi bán đang nghĩ mui quá mình bán luôn. Đây lại để được một bầy cá con đó. Đó. Này, chắc tầm có mấy chục cặp cho mẹ, nó mấy chục cặp luôn mà, nó lên sọt thì nó còn nhỏ mà lên sọt nhìn đẹp không. À, nhìn rất là đẹp nha bạn đó, vài bữa lớn nên mình sẽ share lại các bạn đó, bạn để cho bạn chơi mà đó. Dòng view sọt ri bông nè, tay mà bướm nha bạn đó. Đây rồng đỏ nè bạn đó, rồng đỏ rồng đỏ nha bạn, rồng đỏ nó lên đuôi màu đen. Đây bài full red nữa, full red mà full red mình có bỏ chung thêm mấy con blue red nữa nữa, do nhiều dòng quá, mình nhiều dòng với lại dòng nó một ít 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 á, mình bỏ riêng được đó, mình cứ bỏ chung với nhau đó, vài bữa là lớn tầm cả mà tháng tháng rưỡi đó, mình sẽ tách ra đó, tách tách ra cho nó đẻ một xíu 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 không để bỏ riêng được. Full red có nhiều con lên đuôi mà, có nhiều con lên đuôi. Mấy bài này là tầm một tháng rồi mà. Đó có nhiều con một tháng đó, mình do mình bỏ một tháng rồi 2 tuần 3 tuần vẫn có nha đó. Đó. Đây ba con mái rồng đỏ mình lựa ba con mái đẹp nhất á, mình làm giống. Bên đây là view sọt xe thu nha bạn, nó view sọt xe thu với lại blue blue ta tu bát đó, mình bỏ chung với nhau đó, hai dòng mình bỏ chung với nhau nhỏ. Thì ra các con mà nuôi chung với nhau vẫn được nha bạn, nó lên tầm cả một tháng đó, mình nó lúc nó lên màu nó mình phân biệt được cá đực hoặc cái dòng cá này, mình tách riêng ra nha bạn đó, mình tách riêng ra được cho nó đỡ tiết kiệm chỗ nuôi đó. Chứ các bạn cái nó đẻ ra ví dụ tầm có mấy chục cặp mà mấy chục con rồi bên đây mấy chục con đó, mình nuôi bê liên thì rất là tốn diện tích nha bạn đó. Bây giờ mình gom vô chung đó để cho mình nuôi. Bay bên này bay coi đen sọt nha, coi đen sọt ri bông đó, coi đen sọt ri bông đây, bay coi đen sọt ri bông đó, nó có con lên đầu này, nó có con lên 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 đầu này.
Các con này mỗi lần mình cho ăn ít ít thôi, mình chia ra, ví dụ mình chia ra ba bữa, 4 bữa đó. Thì cá rất là mau lớn nha bạn. Đó, bên mình là các con này cho ăn full cắm thái luôn. Đó, mình có mấy bữa mình có trộn thêm mấy cám tomboy nữa, đó. Thì cá ăn phát triển rất là mạnh đó bạn, đó. Chứ không cho mình cũng không cần cho ăn Artemia. Đó, không cho cũng còn Artemia hay bo nha bạn, đó. Mình cho ăn cám luôn, ăn cám luôn. Đây cũng cá giống, để cặp cá giống Blue Rat mình. Nó đang mang bầu nha bạn, nó đang mang bầu. Đó, mấy cá này vài bữa lớn lên, anh nó đẻ ra lớn lên mình sẽ xe lên các bạn. Đây dòng Mắt Tê Bà Lắc bạn. Đó. Mắt Tê Bà Lắc đang để gầy lên bạn, đang để gầy lên. Đây trong này bày Jumbo ri bông như bạn, nó Jumbo ri bông nó đẻ cái bầy luôn, Jumbo ri bông. Rồi bên đây là full gold nha bạn, đó full gold là mấy em cũng đang lớn nè, mấy em này cũng 2 tuần tuổi rồi bạn, đó 2 tuần tuổi rồi. Thì dòng mắt đen thì nó lúc nào nó cũng phát triển mạnh hơn cái dòng mắt đỏ nha bạn, đó dòng mắt đỏ mình nuôi 1 tháng rồi mà nó vẫn nhỏ nhỏ nhỏ, còn dòng mắt đen mình nuôi 1 tháng tuổi thôi bắt đầu thấy nó lên màu đỏ rồi bạn, đó. Thì dòng mắt đen thì nào nó cũng mạnh hơn dòng mắt đỏ nhớ. Dòng mắt đỏ là vừa ít lộn kho, dễ bị dễ bệnh nè, nó mà lâu phát triển nè mà cũng khó nuôi, còn dòng mắt đen thì nó trâu hơn đó, nó mau phát triển hơn, nó mạnh hơn, cũng ít dịch bệnh nha bạn đó. Nhưng mà anh em nào mới tập nuôi thì cũng nuôi mấy dòng mắt đen đó, thì nó như Jumbo hay là dòng đỏ đó, nuôi các loại đó thì nó mau hơn, nó ít ít chết cũng dễ nào, ít ít nản nè đó. Đây, coi rất đi bông để làm giống mà bà lô tôm bát thì còn được mấy mái đó, nuôi đây. Dịch bệnh này mình cũng không có nhập về được mà. Đây HV Blue nè. Cá con HV Blue nha bạn. Đó. Đây. Bầy Win ribbon đó. Cá này này thì nó không sọt nha bạn, nó ribbon. Nó hai tay bướm nó rất là dài, nó fin xê nha bạn, đó. Con này nè, con này. Hai tay bướm rất là dài mà đều fin xê, nhìn rất là đẹp đó. Dòng này thì cũng ít bữa nay cũng ít ai chơi đó, đó mình còn giữ lại mấy cặp này nó, tại vì mình thấy nó đẹp, hai tay bơi nó đẹp rồi đó, hai tay bơi rất là dài bạn. Cá này để nó ăn hết rồi mà mình quên tắt nó ăn hết rồi. Đó, cá này nè, hai tay bơi rất là dài nha bạn, đó hai tay bơi rất là dài. Đó. Mình trừ lại còn 3 trống 2 mái HB Retro. Đó thì đuôi rất là đẹp ha. Đuôi hắc mun, đó, cá mái đuôi hắc mun nha bạn. Đó, cá trống đuôi hắc mun luôn, đó. Đây mình trừ lại để mình làm giống nha bạn. Đó. Cái bữa cái dòng HB Retro này mình bán xả còn 30.000 một cặp, nó người ta mua quá trời luôn bạn. Đây coi đen sọt nó đang để con. Đó thấy nha, vẫn thấy con có con gì vậy.
Đó, bỏ trong cái lồng đá nha. Đó, nó đang để con. Đó, cá này super sọt luôn mà. Đó, super sọt luôn. Ở trong đây thì cũng có một bầy full gold, nó full gold ra con nhé, nhỏ 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 xíu xíu mới đẻ, đã mình thả vào đây. Đây trong có full red luôn, full red các con luôn. Đó, cho ăn. Rồi thôi, mình cho ăn xong rồi bạn. Rồi bây giờ mình ra cái chỗ gốc nuôi ra mờ cá lớn cho nó ăn. Đó, thôi video mình xin kết thúc tại đây các bạn. Bạn xem hay thì nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh. Đó, xin chào tạm biệt các bạn.